về hồn khí Việt muốn đi đời giang tự ngàn xưa thiên ni cổ truyền ghi chữ khuôn khuôn thiêng cũng đúc đúc diệu kỳ tài danh nổi tiếng nữ nhi mã hồng tặng bắc băng mà đàn nó cay thảm thiết thê lương đang cay thảm thiết thê lương hàn chiều tô nó vào cường bất 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 na nhân nhân bao lượng mắt mắt đi muôn dân đổ tham làm mấy môi trăm trăm mi họ lầm lầm tham thù căm bè lũ nó tham tàn để cứu trợ kịp ngay tiền tàng tổ chức cùng mây nguyện xin vác hạ để cứu dây dương vang mây năm sắc nghi đỏ vàng rực rỡ mà vì tiền cung sáng thu bào thai tuần tuần chính ngồi quần quần á thiên diệu vật vật đúc đúc á bồi cho mình
hoàng thân cận thánh chúa thiên trung vương. Ngôi đền thờ đại tướng Đông Nhung,
ở trên vùng vùng trường lâu lâu. Vào những năm mới đầu thế kỷ năm 43, khi mới công nguyên một người con gái nào nghe tôi.
bạc bạc nó mới tính đường lời. Bao xa ngôi đền thờ cửu tỉnh bao xa, thỉnh chầu giáng định xuống nhà tạm đền ra hồi cung. Chiêng lăng ai lên đồng mỏ chiêng lăng, chầu mời nữ kiệt cứu dân tiền chiêng.